Đây là clip của khách gửi về cho Thuận khi khách lấy tiếng sách bông giả đỏ cái đi tơ bình Thuận đi làm thử tiếng để săn bắn và quay clip gửi về cho Thuận. Anh em nào mua tiếng thì liên hệ số điện thoại của Thuận trên màn hình để Thuận bán cho anh em bản gốc không bị chèn nhạc vô. Thank you.